Dạ, hello, xin chào tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với cửa hàng di động thành phố nha. Trưa hôm nay em cũng lên nhanh thêm một cái video nữa, giới thiệu thêm một số cái dòng máy mà cũng như là một số chương trình báo giá giống như những cái video thường ngày của em nha. Đầu tiên em xin phép 1 phút để nói nhanh về cái hình thức mua bán bên em cho những khách hàng mới có thể biết thêm được hình thức mua bán bên em nha. Những khách hàng cũ biết được cái hình thức mua bán bên em thì mình có thể lướt qua cái đoạn giới thiệu này nha. Bên em là cửa hàng di động thành phố chuyên điện thoại giá rẻ và linh phụ kiện. Facebook cũng như trên nền tảng YouTube thì bên em lấy tên cửa hàng em luôn, đó là di động thành phố. Quý khách hàng có thể gõ tìm kiếm để xem được những cái video cũng như những chương trình báo giá bên em nha. Số điện thoại liên hệ để mua hàng đó là 0971172105. Bên em thì chỉ sử dụng duy nhất một số điện thoại này thôi. Chế độ bảo hành hàng hóa bên em khi bán ra thì sẽ là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi từ nhà sản xuất. Đặc biệt phần mềm bên em sẽ bảo hành cho quý khách hàng đó là trọn đời máy và bên em có gửi hàng toàn quốc nha. Áp dụng cho những cái đơn hàng ở xa thì bên em sẽ nhận cọc trước đó là 50.000 hoặc 100.000, sau đó bên em sẽ gửi hàng đi và phí vận chuyển đồng giá sẽ là 40.000, mình mua thì mình trả phí vận chuyển nha. Còn nếu như mình tin tưởng chuyển khoản trước 100% thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển. Và trước khi thanh toán thì mình sẽ được khui hàng kiểm tra trước và đồng kiểm với bưu tá giao hàng bên em nha. Cho nên quý khách hàng cứ yên tâm nha. Dạ rồi, em có để lại cho cái phần giới thiệu cũng như là hình thức mua bán trong phần mô tả video, quý khách hàng có thể tham khảo lại. Và bây giờ em cũng không làm mất thời gian của mọi người, em sẽ vào luôn những dòng sản phẩm của ngày hôm nay nha. Sản phẩm đầu tiên đó là hàng Oppo A78 5G. Như ngày hôm qua thì em đã giới thiệu đến quý khách hàng đó là hàng Oppo A78 5G, bên em đã tiếp tục có hàng rồi. Hàng này thì bên em về là gọi là hàng zin đẹp gang 99 nha. Mức giá đợt này nó cũng giảm được 300 ngàn, giống như cái đợt chương trình khuyến mãi đợt trước mọi người, nó cũng giảm đi được 300 ngàn nha. Thì đợt trước thì nó sẽ mức giá sẽ là 3 triệu 2, mình giảm đi 300 ngàn thì sẽ còn là 2 triệu 9 cho cái lô cách đây khoảng tầm vừa đợt cuối tháng ấy, đợt cuối tháng vừa rồi em. Trong đầu tháng này nó về thì vẫn giữ mức giá là 3 triệu mốt, nhưng mà bên em vẫn áp dụng đó là giảm đi 300 ngàn một máy, đó là cho cái hàng Oppo A78 5G. Tại sao mà nó được giảm đi 300 ngàn? Tại vì cái lô này nó về nó không kèm phụ kiện, nó chỉ có máy và hộp máy thôi, phụ kiện bên em tặng thêm vào. Cho nên là mình đỡ được một cái phần tiền, kiểu như là nó về full box thì cái tiền thuế nó sẽ cao, thì mình đỡ được một phần như vậy. Đấy, cái tiền vận chuyển nó sẽ cao nữa. Ở đây Oppo A78 5G này bên em sẽ tặng kèm cho mình đó là một bộ sạc Super VOC, sạc cáp này là em tặng riêng nha, chứ trong hộp về thì nó không có đâu. Em tặng riêng một bộ cốc cáp sạc Super VOC, tức là sạc nhanh đấy. Một bộ cốc cáp sạc nè. Bên trong này nữa thì nó sẽ gồm có một chiếc ốp lưng. Ốp lưng này bên em cũng là tặng kèm luôn nha. Đấy, bên em bỏ thêm vào một chiếc ốp lưng và kèm theo đó là một tấm cường lực nữa nha mọi người nha. Ốp lưng và cường lực. Tức là nó sẽ không có tai nghe thôi, còn lại là nó đầy đủ phụ kiện nha. Đây là Oppo A78 5G. Hiện tại bên em thì nó sẽ đủ 3 mã màu luôn. Nó sẽ có mã màu xanh nè, mã màu tím nè và mã màu đen. Thì với mức giá hiện tại nó chỉ có là 2 triệu 900 ngàn thôi, tức là giảm đi 300 ngàn một máy nha, giảm đi 300 ngàn một máy rồi, 2 triệu 900 ngàn. Mà với mức giá này là mình đã có phụ kiện rồi nha, tức là đã full box phụ kiện rồi. Quý khách hàng mà không lấy phụ kiện đó là mình vẫn được trừ ra thêm đó là 150 ngàn nữa, thì tính ra nó chỉ còn có là 2750 thôi. Cho cái mức giá Oppo A78 5G thì tính ra là nó quá rẻ, nó mới bằng có một con A77 thôi. Đấy, quá rẻ luôn nha mọi người nha. A78 5G thì cấu hình nó cũng khá là cao. Đầu tiên cái màn hình coi là sẽ được là 6.5 inch nè. Đấy, 6.5 inch. Màn hình của nó độ nhạy sẽ được là 90Hz nha mọi nha. Đấy, cái độ nhạy của nó sẽ được là 90Hz. RAM của cái phiên bản này nó về thì sẽ là 8 trên 128GB, tức là RAM 8GB, bộ nhớ sẽ là 128GB nha mọi nha. RAM 8, bộ nhớ 128. Em sẽ giảm bớt cái độ sáng một tí. Những con này độ sáng nó rất là cao, cho nên là khi mình sử dụng ngoài trời nắng ấy, mình cũng không cần phải che che về cho thấy đâu mọi người. Đấy, độ sáng rất là cao nha. Tên thiết bị sẽ là Oppo A78 5G, bộ con chip xử lý sẽ là Dimensity 700 5G nè. RAM thì sẽ là RAM 8 nha mọi nha, RAM 8 cộng 8 tương đương là RAM 16 ấy, RAM 8 cộng 8. Android của nó sẽ là Android 12 và dòng này nó sử dụng cho mình là hai SIM. Đặc biệt một cái nữa là con này pin nó được là 5.000 nha, pin của nó sẽ được là 5.000 luôn, cho mình gọi là thoải mái sử dụng luôn, nó vô là pin pin này là vô tư sử dụng trong một ngày. Cam sau của nó sẽ được là 50MP nè. Đấy, nó sẽ có hai cam, một camera góc rộng hỗ trợ và một đèn flash ở đây. Nó sẽ làm cho mình trong một cái khung rất là đẹp nha mọi nha, trong một cái khung khá là to. A78 thì nó sẽ có khá là nhiều phiên bản, RAM 6 128 nè, RAM 8 128, RAM 8 256 và 12 trên 256 nữa nha mọi người nha. Tức là nó sẽ có 4 tới 4 phiên bản cho Oppo A78 5G. Nhưng mà phiên bản 8 trên 128 là sự lựa chọn khá là hợp lý. Thứ nhất là cây RAM mạnh, thứ hai là bộ nhớ cũng khá là cao nha. 8 trên 128 mà mức giá bên em thì rất là rẻ luôn, chỉ có là 2 triệu 9 thôi. Thiết kế vuông nha mọi người nha. Con này thì nó tích hợp cảm biến vân tay bên trong đốt nguồn nè. Chứ cái vuông máy gần như mới nha, hàng này thì mình không đánh đồng như là mới 100% được, tức là mình chỉ đánh là gần như mới thôi. Nó rơi vào khoảng tầm 99 luôn, không có bất kỳ điểm xước sát nào luôn nha.
Đấy. Màu đen cũng như vậy nha, màu đen nè, màu đen giả nhám nè. Và màu tím nha. Điều đồng giá luôn 2.900.000. Nếu như mình lấy máy trần tức là mình lấy con máy như thế này thôi, mình không lấy phụ kiện gì hết, trả lại hộp sạc cáp để ốp lưng cường lực này kia nhỏ trả hết. Và em trừ ra thêm đó là 150.000 nữa nha mọi người nha, cho Oppo A78 5G nha. Và cũng tiếp nữa nó là một cái con cũng là RAM 8 bộ nhớ 128 nhưng mà mức giá nó rất là rẻ. Ở đây em sẽ có được một cây Realme 7 nha mọi người nha. Realme 7 thì ngày hôm qua về khá là nhiều, vì những khách hàng mà dặn trước á thì bên em cũng có liên hệ để mà trả hàng rồi nha. Ngày hôm nay thì bên kho của em chỉ còn có đúng một cây Realme 7 thôi. Ở đây một máy màu xanh nha, màu xám và màu đen thì bên em đã tạm hết rồi. Realme 7 5G, coi này là máy xin dẹp can 99 nha. Hai này về thì nó sẽ không có hộp. Thực ra là hai này về không có hộp nha. Em tặng kèm đó là cường lực, ốp lưng và kèm theo một bộ cốc cáp sạc nhanh nha. Đó là Realme 7 5G. Realme 7 5G thì về từ thiết kế cho đến này cái nọ nó giống như cái cây Oppo A74 á. Mình nhìn có nó bo tròn khá là gọn nha. Cảm biến vân tay thì tích hợp bên trong nút nguồn luôn, bo tròn khá là gọn nè. Đấy. Cái nắp lưng của nó bo tròn nha. Tất cả những cái dòng mà màn LCD như thế này nè, Oppo A78 này kia nọ mình sử dụng á, mình rất là được thoải mái. Tại vì khi mà nó có bể vỡ chẳng nữa thì mình thay sửa nó cũng rẻ tiền nữa. Ví dụ như cái màn hình này kia nọ nó vẫn rẻ tiền hơn một số dòng khác nha. Đấy. Realme 7 á, thì nó được cái là màn hình của nó vẫn độ rộng là 6.5 inch, độ phân giải của nó vẫn sẽ là Full HD cộng nè. Mà RAM thì sẽ là RAM 8 bộ nhớ 128GB nha mọi người. Con này thì hiện tại bên em đang bán ra với mức giá chỉ có 2.450.000 thôi. Đấy, 2.450.000 nha. Nó sẽ có máy ốp lưng cường lực và một bộ sạc nhanh nha mọi người. Đấy, Realme 7 5G. Pin con này thì pin nó sẽ được là 5.000, pin của nó bằng cái con A78 luôn nha. Đấy. Mình thích thiết kế bo tròn thì mình chọn những con này, mình thích thiết kế vuông thời thượng thì mình chọn A78. Đấy, nó khác nhau ở chỗ đấy. Và dòng này ấy, thì cấu hình của nó thì phía sau này nó sẽ gồm cho mình có 4 camera nha. Camera chính của nó sẽ được là 48 megapixel. Nó sẽ đánh đồng cho mình một trong một cái khung hết. Đấy, nó sẽ có đèn flash trong khung này luôn nha. Cảm biến vân tay thì bên nguồn thì có giới thiệu rồi ha. Nó sẽ in chìm một cái logo Realme, nhà Realme trên tay. Đấy, một cái logo Realme nha mọi người nha. Ở đây thì mình sẽ vào trong cài đặt thì sẽ có một vài cái thông số của máy. Giới thiệu thiết bị nè. Đây, tên thiết bị sẽ là Realme 7 5G nha, bộ nhớ 128GB nè, chip Dimensity 720 nha. Đấy, RAM thì sẽ là RAM 8GB, dòng này nó vẫn hỗ trợ cho mình cái RAM ảo lên đến là 5GB RAM ảo nữa nha. Android 12 sử dụng cho mình là 2 SIM và đặc biệt pin sẽ được là pin 5000. Đấy, Realme 7 5G nha, với mức giá chỉ có 2.450.000 thôi. Và ở đây thì cái hàng Note 20 thì mình sẽ đến với một cây Note 20 nè. Ở đây em có sẽ có một cây Note 20 bản Mỹ nha. Cây này là hàng phẩy siêu nhẹ luôn. Với mức giá hiện tại bên em đang bán ra sẽ là 5.1 triệu nha. Note 20 phẩy siêu nhẹ luôn. Cây này là 5.1 triệu, nó sẽ rẻ hơn một cây máy đẹp can 99 lên đến là 230.000. Đấy. Nhưng mà cái độ phẩy phe phẩy của nó rất là nhỏ nha. Tình trạng nó vẫn như vậy thôi. Chế độ bảo hành vẫn sẽ là 1 đổi 1 3 tháng. Giống như là hàng 99 luôn nha. Đấy. Đẹp hết nha. Phụ kiện vẫn vậy luôn. Có một bộ sạc nhanh nè, một chiếc ốp lưng cũng như là một miếng dán màn hình. Đấy. Bản Mỹ thì sử dụng cho mình là 2 SIM, một e SIM và một micro SIM. Dòng này thì màn hình nó khá là to ha. Màn hình của nó sẽ được là 6.7 inch. Công nghệ màn hình của nó sẽ là Super AMOLED nha. Độ phân giải của nó thì khỏi chê rồi, Full HD cộng khỏi chê nha. Cái độ phân giải này mình không cần nhắc đến nữa. Camera sau của nó sẽ được có 3 cam. Cam chính sẽ được là 64 megapixel. Và cam trước sẽ được là 10 megapixel. Camera này cho phép mình quay phim gọi là độ phân giải cực kỳ cao luôn. Nếu như mình có vấn đề về làm vlog hay là mình làm quay về những video TikTok á, thì mình chọn những con này quay video của nó ra sẽ được cái khung hình chuẩn. Tức là mình ra mình không cần sửa chữa cái khung hình luôn. Samsung đặc biệt nó sẽ ra được cho mình cái khung hình chuẩn. Đấy, quay phim chụp ảnh rất là đẹp nha. Samsung Galaxy Note 20 bản Mỹ. Chạy con bản Mỹ thì sẽ chạy Snapdragon 865 cộng nha. Pin thì pin sẽ được là 4.300, hỗ trợ cho mình là sạc nhanh nè, sạc siêu nhanh và sạc không dây nha. Đấy. Sạc thì ở đây em tặng kèm nè, em đã tặng kèm sạc nhanh rồi. Tất cả chức năng bút viết hoạt động ok hết nha. Với mức giá chỉ có 5.1 triệu thôi. RAM 8GB, bộ nhớ sẽ lên đó là 128GB nha. Đó là bản Mỹ. Và đây là một con máy gọi là nó xước nhâm nhẹ thôi, là do khách cũ người ta xài ốp thôi chứ không có gì hết nha. Nó rẻ hơn được 230.000. Và mình sẽ đến với cái hàng đẹp can. Thì hàng đẹp can của Note 20 thì em đã hết rồi. Ở đây em sẽ có một cái đơn hàng hoàng nè. Một cái đơn hàng bị bom hàng về. Đây là một cái đơn hàng hoàng về thì nó khi một cái đơn hàng mà em gửi bên đơn vị Viettel á mà em đánh hàng giá trị cao thì nó sẽ như thế này đây. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có nẹp chì. Nẹp chì này thì cũng tùy vào đơn hàng thôi, có đơn hàng thì mình sẽ được nẹp chì, có đơn hàng thì sẽ không, tùy vào đơn vị. Đấy.
Ở đây thì bên em sẽ gửi bên hai đơn vị, một là bên bưu điện, hai là bên Viettel. Bên bưu điện thì của em sẽ là băng keo màu vàng, bên Viettel thì bên em sẽ là băng keo màu đỏ nha. Đây là một cái đơn hàng hoàn, ví dụ như đây là một cái đơn hàng em gửi đi nè, tất cả em đều cho quý khách hàng khui hàng kiểm tra, cho nên là mình không lo lắng sợ đúng không đúng như giới thiệu, hay là sợ những sản phẩm mà mua gà gửi vịt này cái nọ mọi người. Tại vì khi mà em gửi đi thì mình sẽ được khui hàng kiểm tra trước nha. Đấy. Đúng như em giới thiệu thì mình mới nhận hàng nha. Ở đây là một cây Samsung Galaxy Note 20 bản Mỹ mà máy đẹp keng, với mức giá sẽ là 5 triệu 330 ngàn. Thì cây này là bị hoàn về thì mình sẽ mất khoảng tầm 120 ngàn tiền phí. Thì tính ra là vừa vừa đi vừa về á, thì khoảng tầm 120 ngàn tiền phí. Nhưng mà cái này thì mình cũng không cộng thêm vào màu máy được, tại vì mình bị hoàn thì gửi hàng online thì chắc chắn không tránh được khỏi những cái trường hợp này. Đấy. Ở đây phụ kiện em sẽ tặng kèm đó là một bộ sạc nhanh là QC 3.0, một que lấy sim. Que lấy sim em sẽ tha số em sẽ bỏ chung vào hộp sạc luôn nha. Và máy mình ở xa bất kỳ tỉnh thành nào cũng được, bên em gửi đi gói xốp hơi rất là nhiều, cho nên mình không có cần sợ cái lý vấn đề như là bể vỡ hay là này kia nọ ha, không bao giờ có nha, em đảm bảo cho với quý khách hàng là không bao giờ có nha. Đấy. Em gói rất là dày nha. Bên nhau sẽ là máy nè, một cái miếng dán màn hình thông dụng nè, một cái hóa đơn bán hàng và kim thẻ bảo hành bên đây. Hóa đơn bán hàng thì chắc bây giờ không cần nữa rồi. Còn cái miếng dán màn hình nè. Ở đây thì những khách hàng mới thì bên em sẽ không dán để cho mình kiểm tra màn hình cho nó kỹ á. Còn những khách hàng mà quen thuộc rồi thì em dán sẵn luôn. Tại vì cái miếng PPF đó về không phải là khách hàng nào cũng có thể dán được. Thực chất có nhiều khách hàng thì mình chuyên về đề can thì em không dám nói, nhưng mà có nhiều khách hàng thì không thể dán được. Nên mất công rồi tặng cái miếng nó về rồi mình cũng bỏ thôi, dán vào cũng không dán được, xong rồi cũng bỏ đem ra tiệm dán lại cũng mất mấy mấy chục ngàn, 70-80 ngàn. Đấy. Nhưng coi cho nên nhưng mà những khách hàng mới thì khi mà em dán cái miếng đó lên nó sẽ có một cái nếp gấp ở đây nè, và khi mà mình kiểm tra màn hình thì mình không kiểm tra full được. Đấy, tại vì nó có trầy xước thì mình cũng đâu có thấy được, tại vì em dán là em đã che rồi. Cho nên là nhiều khách hàng mới kiểu như chưa tin tưởng, chưa biết về cái hình thức mua bán, cũng như chưa biết về cái kiểu uy tín hay là không á, cho nên là em sẽ không dán trước. Còn những khách hàng mà quen rồi thì em sẽ dán thôi. Đấy. Tại vì biết rồi, khách hàng mua quen rồi chắc là người ta đã quá rành bên em, người ta mới quay lại. Hàng chất lượng như thế nào thì khách hàng mới quay lại, cho nên mình cứ dán sẵn thôi. Đấy. Đây là một cái máy Note 20 màu đồng bản Mỹ, và máy này đẹp keng không nhâm xước gì hết nha mọi nha. Mấy con này là đẹp chưa 99 luôn. Còn con này khoảng tầm 98, 98.5 thôi nha. Đấy, 98, 98.5 thôi, nó chênh lệch khoảng tầm 90 với nhau. Đấy. Phụ kiện tặng kèm thì con nào cũng như vậy cả. Đây là một con màu đồng này, 5 triệu 330 ngàn. Bản cũng là bản Mỹ nha mọi nha, cũng là bản Mỹ luôn. Cái cấu hình thì ở đây em đã báo mới nãy rồi ha, em đã báo tại vì cấu hình nó là chung một cấu hình mà, nó chỉ có khác là con đẹp và con xấu thôi. Đấy. Xấu thì cũng không xấu lắm đâu mọi người, nó khoảng tầm 9 9 10 với nhau thôi, con này là khoảng tầm nó nhăm nhăm một tí ti thôi, bỏ lưng vào là đẹp ngay hết nha. Đấy, còn chức năng là như nhau hết. Nhưng bản đẹp keng như thế này thì với mức giá sẽ là 5 triệu 330 ngàn nha mọi người nha. Đó là Samsung Galaxy Note 20 5G nha. Bản Mỹ. Và những cái dòng máy Samsung giá rẻ thì đợt này em về rất là nhiều Samsung Galaxy A90 5G nha mọi người nha. Đây là Samsung Galaxy A90 5G pin 4.500 với mức giá sẽ là 2 triệu 9. Những con này là hàng 98%. Đấy, màn đặc biệt là màn không lưu không ám, màn xin đẹp keng nha, màn không lưu ám nha mọi người nha. Samsung Galaxy A90 5G. Đấy, những con này thì bên em hiện tại với mức giá thì nó chỉ có là 2 triệu 900 ngàn thôi. Bản hàng thì nó sử dụng cho mình là một sim. Những con này về chiến game thoải mái nha, em đảm bảo cho quý khách hàng là chiến game thoải mái luôn. Samsung Galaxy A90. Cái A90 này cái điểm trừ duy nhất của nó là cái camera trước ấy thì nó hơi dở một tí. Đấy. Cái Galaxy A90 này nè, cái camera trước của nó hơi thấp một tí nha mọi nha. Nhưng mà bù lại con này cấu hình rất là ok luôn. Đầu tiên màn hình của nó độ rộng sẽ được là 6.7 inch, độ phân giải của nó sẽ là Full HD cộng nè. Cái công nghệ màn hình của con này nó sẽ là Super AMOLED luôn, tức là 2 triệu 9 mà sở hữu một con màn hình Super AMOLED thì em nghĩ là chỉ có cái con A90 này mới sở hữu được thôi. Đấy, Samsung A90 nha. Con này chạy Snapdragon 855, RAM 6, bộ nhớ 128GB. Phía sau nó sẽ gồm có 3 cam, cam chính sẽ được là 48MP nha. Camera sau thì mình đánh giá cao. Đây, camera sau thì như em thôi, em đánh giá khá là cao cho con này. Đấy, rất là nét, nhưng mà cái camera trước của con này nó rất là dở. Nó kiểu như là nó có hột hột mè á mọi người. Mình nhìn kỹ thì nó sẽ kiểu như nó có hột mè. Đấy, tại vì dòng này nó ra mắt cũng hơi lâu. Nhưng mà pin được cái là pin rất là trâu, dòng này chiến game chiến đồ thoải mái nha, pin rất là trâu, pin được 4.500. Đấy, hỗ trợ sạc nhanh nữa nha mọi nha. Nói chung là tất cả chức năng em bao full hết, nó sử dụng là một sim nè. À, màn hình to, công nghệ Super AMOLED, độ phân giải là Full HD cộng, pin là cực kỳ trâu luôn. Cái điểm trừ duy nhất trên con này là nó chỉ sử dụng là một sim thôi, và cái camera trước của nó hơi kém một tí nha. Đấy. Nhưng mà với mức giá 2 triệu 9 thì mình cũng quá là ok cho một cây Samsung rồi. Đấy, máy thì em sẽ bao cho mình là máy xin hết nha.
đó là Samsung Galaxy A90. Những cái dòng như là Oppo Reno 6 Pro này, hàng full box Reno 6 thì ngày hôm qua và ngày hôm trước thì em cũng đã giới thiệu rồi. Đây là Oppo Reno 6 Pro. Thì Reno 6 Pro thì nó sẽ là màn hình Super AMOLED này, màn hình cong. Những bản này bên em là 4 triệu mốt, trong RAM 12GB và bộ nhớ sẽ lên đó là 256GB. Bản này sẽ là full box nha. Phụ kiện mà em tặng kèm thì nó sẽ gồm có hộp phụ kiện nè, thì hộp phụ kiện bên trong sẽ có sạc Super VOC 67W nè, một dây cáp sạc, một chiếc ốp lưng và một que lấy sim. Đó là cái combo phụ kiện của Oppo Reno 6 Pro nha. Reno 6 Pro thì ở đây em sẽ còn được hai phiên bản màu, đó là phiên bản màu xanh và phiên bản màu đen nhám nha. Màu xanh thì nó là màu xanh đa sắc đấy mọi người, thì mình nhìn nó ngã như là màu đa sắc, mình cứ cho nó là màu đa sắc đấy. Tại vì màu xanh đa sắc và màu bạc đa sắc thì nó tương đương là như nhau, nhìn nó tựa tựa là như nhau. Đấy. Thì Reno 6 Pro ở đây em còn số lượng thì nó không nhiều, thực chất là Reno 6 Pro thì số lượng bên em nó không nhiều nha. Dòng này thì cấu hình rất là cao nha. Reno 6 Pro cấu hình rất là cao luôn. RAM và ROM rất cực kỳ cao, RAM 12GB và bộ nhớ là 256GB nè. Con chip của nó sẽ là Dimensity 1200. RAM 12 này nó hỗ trợ cho mình 7GB RAM ảo nữa, là tương đương là khoảng RAM 19GB. Sử dụng cho mình là hai SIM. Camera này cái nọ là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn nha mọi nha. Màn hình cong tràn viền luôn. Màn hình cong rất là đẹp. Quay video nè. Quay video camera sau nè. Phóng đại nè, góc rộng nè, có đầy đủ nha mọi nha, góc rộng và góc siêu rộng. Đấy. Đầy đủ hết. Với mức giá sẽ là 4 triệu mốt cho full box nha mọi nha. Reno 6 Pro nha. Thiết kế cực kỳ đẹp, mỏng nhẹ, nói chung là con này là mỏng nhẹ, cấu hình cao. Màu xanh và màu đen nha mọi nha. Xanh thì mình nhả như là màu đa sắc ấy, màu đa sắc và màu đen. Tiếp đây mình sẽ về với một con máy cực kỳ rẻ trong cái video này luôn, cực kỳ rẻ nha. Oppo A53 bản 2020. Trên tay em đây là, trên kho em đây là Oppo A53 phiên bản 2020. Những bản này hiện tại bên em mức giá cực kỳ rẻ, 1.850.000, nó rẻ hơn đợt trước lên đó là 350 lần nha mọi người nha. Nó rẻ hơn cái lô đợt trước lên đó là 350.000 luôn. Máy này là máy xin đẹp Ken 99. Ở đây là xin đẹp Ken 99 luôn nha mọi người. Nó về là hàng full box, phụ kiện là phụ kiện bên em tặng thêm thôi, chứ thực chất thì nó về không có phụ kiện nha. Cho nên là nó có mức giá rẻ vậy. Nếu như một con máy mà nó về phụ kiện theo máy luôn thì mức giá nó sẽ cao, tại vì nó sẽ bị đánh thuế rất là nhiều. Thì nó tại vì nó là một con máy mới full box thì nó sẽ đánh thuế rất là nhiều. Cho nên là nhiều khi em nhập em sẽ bỏ phụ kiện ra, về em sẽ thêm phụ kiện vào. Đấy, phụ kiện thì mình thêm vào nó cũng giống như phụ kiện theo máy thôi, tại vì những con này phụ kiện nó rất là đơn giản. Cốc cáp sạc tai nghe nè. Ốp lưng và cường lực bên em có để sẵn luôn. Nếu như mình cần thì bên em sẽ dán sẵn cường lực luôn nha mọi nha. Còn nếu như mình không thì bên em sẽ để cường lực vào đây, về cho mình kiểm tra màn hình, sau đó mình sẽ tự dán. Còn nếu như tin tưởng bên em thì bên em sẽ dán luôn, tại vì bên em dán thì đơn giản mà. Đấy. Đây là Oppo A53 phiên bản 2020 với mức giá là 1.850.000. Em sẽ có đủ mã màu của nó luôn. Đấy. Mã màu xanh nè. Màu xanh nhạt nè, mã màu xanh đậm nè, màu xanh dương và mã màu đen. Đây là ba mã màu của nó. Đấy. Ở đây là mã màu đen, mã màu xanh đậm và mã màu xanh nhạt. Ở đây là màu xanh dương nè, kiểu như là màu xanh lá, xanh đột chuối mọi người. Đấy, cho mình cứ nói là xanh nhạt và xanh đậm cho nó lẻ mọi người đấy. Đây là ba mã màu của nó với mức giá là 1.850.000. Bản này bên trên tay em là phiên bản này trên tay em nó là phiên bản RAM 4GB và bộ nhớ sẽ là 128GB nha. Những con này thì thực chất nhiều lúc cái cường lực á thì mình cũng không cần thiết phải dán đâu. Cái cường lực bên này nè là em chỉ để cho quý khách hàng kiểu như là mình dự phòng thôi, tức là hàng sơ cua thôi, chứ còn khi mà hàng về thì nó đã có sẵn một cái tấm nền BBF dày. Cái loại này là gọi là BBF dày nha. Nó cũng tương tự như cường lực dẻo vậy đó. Nó đã dán sẵn trên cái màn hình cho mình luôn rồi. Đấy, tích hợp sẵn cho màn hình cho mình nè. Về ví dụ như con này mà nó bong lên hay là nó xấu chứ nó trầy xước gì thì mình bóc ra mình dán cái miếng kia lên. Đó. Cái rất là sơ cua thôi. Còn nếu mà mình muốn an toàn ngay từ đầu thì mình sẽ bóc miếng này ra, mình dán cái miếng kia lên luôn cũng được. Thực chất cái cường lực dẻo này cũng khá là cứng nha. Những cái cây này mà tại sao em nói là hàng cực kỳ rẻ, tại vì cấu hình nó rất là ok nha. RAM 4 bộ nhớ 128GB nè. Nó sẽ chạy cho mình Snapdragon luôn, Snapdragon 480 nha, ý 460. Cái màn hình của nó độ rộng sẽ được là 6.5 inch. Đa số luôn em thấy màn hình Oppo độ rộng được 6.5 inch. Và cái độ dày của cái màn viền màn con này nó rất là mỏng. Cái độ dày dày nó không cao nha mọi nha. Đấy. Cái khung dưới này thì nó được một hơi cao một tí nha. Thì vì khung dưới thì con máy nào cũng vậy cả, nhưng mà cái độ mỏng ở bên viền màn hình thì em thấy nó khá là mỏng nha. RAM 4 bộ nhớ 128 thì sở hữu cho mình là những cái ứng dụng như là Zalo, Facebook, YouTube, TikTok này kia nọ là thoải mái. Những cái game từ trung bình khá thì vẫn ok nha mọi người nha. Những cái game mà đời mà nặng quá thì có thể là nó không triển khai được, nhưng mà những cái game mà từ trung bình khá thì đều có thể chiến được nha.
Đấy. Về một số cái cấu hình thì mình cứ vào trong cài đặt máy thì nó sẽ có đầy đủ nha. Tên thiết bị sẽ là Oppo A53 nè. Đấy, RAM thì sẽ là RAM 4GB và bộ nhớ sẽ lên đó là 128GB nha mọi người nha. Con này sẽ dùng là Snapdragon 460. Camera sau của nó sẽ gồm có 3 cam và một đèn flash flash ở trong khung. Đặc biệt là nó sẽ có cảm biến vân tay phía sau cho mình, cảm biến vân tay cực kỳ nhạy. Đấy, cảm biến vân tay cực kỳ nhạy. Nói chung là cảm biến vân tay phía sau thì như em vẫn rất là thích. Đấy, cảm biến vân tay phía sau thì mình cầm mình cảm biến ở đây nè, nó rất là tiện cái tay của mình nha. Đấy. Được cái là pin của nó sẽ được là pin 5000 luôn nha mọi người, pin 5000. Một cái điểm mà nó đáng tiền trên cái nền tảng con này là Oppo A53 với mức giá là 1.850.000, nhưng nó sở hữu cho mình là loa kép. Đấy. Dưới 2 triệu mà sở hữu cho mình là loa kép, cực kỳ hiếm nha mọi người nha. Tức là hai màn loa khi mình nghe nhạc nghe rồi nó rất là to ha, sở hữu loa kép luôn. Chúng ta xem gọi những nhạc trẻ nè. Đấy, mở loa lớn lên. Sắp tới em sẽ hướng dẫn cho quý khách hàng tải những cái ứng dụng mà tránh cái quảng cáo như vậy á, đỡ mất thời gian ha. Đấy. Nó sử dụng màn loa kép nha, tức là loa trên và loa dưới luôn, song song nha, màn loa kép. Đấy. Ở đây thì chân sạc Type-C và kèm theo là một cái sách tai nghe 3.5. Đó. Sử dụng cho mình là hai sim nha mọi người nha. Đấy, loa kép thì khá là to. Thực chất trên cái nền tảng cái loa của cái con Oppo A53 này á, thì cái màn loa trước thì nó rất là mỏng. Cái màn loa trước nó rất là mỏng. Ví dụ như mình nghe nhạc mà mình mở ở cái đơn vị là max volume như thế này nè, thì nó sử dụng loa kép thì cái loa này nó sẽ sau một thời gian nó sẽ bị kiểu như là nó rè rè, nó bị bung bung á. Mình nghe có tiếng rè 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 á. Đấy. Nhưng mà cái đó là mình sử dụng lớn thôi, chứ phải thực chất là cũng cỡ mức 50 là trên nền tảng con này sử dụng khá là ok. Và đặc biệt á, con này sử dụng rất là ok tại vì nó thay sửa đi nó cũng rất là rẻ, tại vì ví dụ như là nó bể màn hình nè. Con này cái màn hình zin của nó luôn, nếu mà màn hình zin đặt hãng nó chỉ có 650 thôi. Đó là phải zin đặt hãng nha, còn nếu như màn hình zin mà mình mua ngoài thị trường nó cũng rơi vào khoảng tầm 300 mấy 400 ngàn. Đấy, tùy vào từng đợt ấy, tại vì giá linh kiện sẽ thay đổi từng đợt. Nói chung là linh kiện con này cực kỳ rẻ, kể cả màn loa như em nói là cái màn loa này có tỷ lệ nó sẽ bị rè. Ví dụ là như vậy. Thì cái tỷ lệ đó là do mình mở nhạc thường xuyên nhưng mà ít nhất gì phải sử dụng được vài năm. Đấy. Thì nếu như mà nó bị rè thì mình thay sửa thì nó cũng có 40-50 ngàn thôi. Đấy. Con này thay sửa cực kỳ rẻ luôn, cực kỳ rẻ trên cái nền tảng con này mà cấu hình của nó rất là ok, với mức tầm giá chỉ có 1.850.000 thôi sở hữu một con máy như này. Em sẽ test luôn cái camera của nó cho quý khách hàng nha. Đó, camera nè. Rất là đẹp ha. Mình sẽ về với mức của camera trước. Đấy, camera trước nè. Rất là ok. Trên nền tảng con này nha. Với mức giá là 1.850.000 thôi. Quý khách hàng ở xa mình mua hàng thì mình cứ chủ động liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em đó là 0971 172 105, hoặc mình có thể theo dõi những cái chương trình báo giá cũng như là chọn máy bên em bằng cách gõ tên cửa hàng em đó là Di động Thành Phú. Bên em sẽ lên video hàng ngày vào lúc từ 11 giờ 30 cho đến 12 giờ 30 hàng ngày. Và bên em sẽ có nhóm báo giá ở bên Zalo, quý khách hàng cứ nhập số điện thoại của em vào Zalo và yêu cầu đăng nhập vào nhóm báo giá, hoặc là theo dõi trên nền tảng Facebook nè. Bên em có để đường link của nhóm báo Zalo báo giá nha. À, còn những cái đợt livestream báo giá trực tiếp thì bên em sẽ lên khoảng tầm 7 giờ đêm cho tới là khoảng tầm 9 giờ đêm, tức là khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ, thì sẽ giao lưu cũng như là trao đổi trực tiếp những cái dòng máy mà quý khách hàng yêu cầu nha. Dạ rồi, em xin phép được kết thúc video trưa hôm nay ở đây. Rất cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian xem video trưa nay của em nhé. Quý khách hàng có thể bấm vào nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo khi bên em lên những cái chương trình mới nhất nhé.